hội kỷ niệm tưởng nhớ các bậc sư trưởng và thiện hộ năm 2008. Chúc mừng Tịnh Công Thượng Nhân Hoằng Pháp 50 chu niên. Bữa tiệc kính sư. Được tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2008 tại Tịnh Tông Học Viện, thị trấn Toowoomba, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi. Xin kính mời đại chúng an tọa. Sau đây xin tiến hành tiết mục nghi thức quyên tặng. Vì lần này trận bão tuyết rất nghiêm trọng tại Trung Quốc, nhân dân thọ khổ thọ nạn, chúng ta phát huy đệ tử hữu quy với tinh thần cùng là người đều phải thương nhau, cùng với tình thương đồng bào. Người đói như ta đói, người chìm như ta chìm. Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, chúng tôi đại diện cho toàn thể đệ tử Tịnh Tông đóng góp một tí tài sức hèn mọn. Bây giờ xin kính mời ông Nhiệm Công Bình đại diện cho ông Tổng Lãnh sự lên để nhận phần quyên tặng này. Chúng tôi xin kính mời ông đại diện lên đài. Xin cảm ơn. Xin kính mời sư phụ trao tặng lễ kim. Xin kính mời ông đại diện Tổng lãnh sự nhận số tiền ủy vốn của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin kính mời ông Tổng lãnh sự nói vài lời cảm tạ. Kính thưa Tịnh Không Lão Pháp Sư Tôn Kính, kính thưa các vị Pháp Sư Tôn Kính, các vị cư sĩ Tôn Kính, cùng toàn thể các ông các bà, cùng bà thị trưởng Toowoomba, hôm nay tôi vô cùng vui mừng được đến nghe Lão Pháp Sư thuyết giảng. Vả lại vào lúc này, Lão Pháp Sư đem hoài bão của Ngài triển hiện lên trước mặt chúng ta. Ở tại Trung Quốc đại lục, có rất nhiều đồng bào gặp lúc hoạn nạn khó khăn. Lão Pháp Sư đem một phần tình thương của mình hiến cho những đồng bào đang gặp khó khăn này. Vả lại năm ngoái, lúc tôi đến gặp Lão Pháp Sư, Lão Pháp Sư
chuyện đó với tôi. Ngài hy vọng có thể thông qua việc Ngài Hoàng Pháp Hoàng Dương Văn Hóa Trung Hoa mở rộng nền giáo dục, khiến cho càng nhiều người có thể kế thừa di sản quý báu của nền văn hóa Trung Hoa chúng ta, cùng phát triển tinh thần dân tộc Trung Hoa chúng ta. Với tinh thần kiên trì bất khuất, miệt mài không mệt mỏi này của Ngài đặc biệt thật khiến tôi cảm động. Và lại tinh thần này của Ngài cũng đã giúp cho quốc gia chúng ta phát triển, cũng giúp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Úc Đại Lợi thêm mạnh. Khi nãy Lão Pháp Sư đặc biệt nói với tôi là Ngài đã cùng Tân Thủ tướng Úc Đại Lợi nói chuyện qua, hy vọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc Đại Lợi có thể tiếp tục phát triển đi tới, có thể hòa hài, khiến cho tất cả con cháu Viêm Hoàng chúng ta, bất cứ sống tại nơi đâu, sống tại Úc Đại Lợi hay là sống tại Đại Lục, đều có thể có được thọ ích. Và lại tôi tin rằng tất cả con cháu Viêm Hoàng chúng ta có mặt tại đây đều là chiếc cầu nối liên hệ rất quan trọng giữa Trung Quốc cùng Úc Đại Lợi. Mỗi một việc quý vị làm đó đều đã đại biểu cho hình ảnh của con cháu Viêm Hoàng Trung Hoa, để lại cho người địa phương này ấn tượng hết sức sâu, cũng giành được sự tôn trọng của các dòng tộc tại địa phương. Sự cống hiến của quý vị quả thật là vô cùng quý báu. Ngoài ra, quý vị vì phát triển tình quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Úc Đại Lợi, đích thật cũng đã đem lại sự cống hiến rất quan trọng. Tôi xin thay mặt cho Tổng lãnh sự quán chúng tôi hôm nay xin hướng về Tịnh Không Lão Pháp Sư tỏ lòng cảm tạ, cũng xin hướng về quý vị tỏ lòng cảm tạ. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, chúng ta vừa nghe xong lời nói của ông Tổng lãnh sự, quý vị đều vô cùng cảm động. Chúng ta cũng phải nên tuân theo lời dạy bảo của ông Tổng lãnh sự. Chúng ta hết lòng cố gắng đem mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc Đại Lợi liên hệ cho tốt. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn lời cảm tạ của ông Tổng lãnh sự. Sau đây, chúng ta có rất nhiều đồng tu đại đức đến từ các nơi muốn dâng tặng lễ vật cho Thượng Nhân. Vị đầu tiên chúng tôi xin kính mời vị đại biểu Đại sứ Trung Quốc tại Úc Đại Lợi, cô Ngô Tham Tán, dâng tặng món quà điêu khắc của Đại sư nghệ thuật Trung Quốc là ông Thang Xuân Phủ, bức tượng của sư phụ được điêu khắc bằng gỗ ngũ hương chương nghìn năm. Chúng tôi xin kính mời cô Ngô Tham Tán lên đài. Chúng tôi cũng xin mời cô Ngô Tham Tán nói vài lời. Tôi rất vui mừng đến tham gia hoạt động hôm nay, cũng rất vui mừng biết được nhiều bạn bè như vậy. Tôi cùng Pháp Sư Tịnh Không rất có nhân duyên. Chúng tôi vào lần trước lúc cuối năm thì đã biết nhau rồi. Tịnh Không Pháp Sư là bạn cũ của Đại sứ quán chúng tôi, cũng là bạn cũ của Tổng lãnh sự quán. Khi nãy Tịnh Không Pháp Sư đang giảng kinh, tôi cũng rất hết lòng để nghe. Pháp Sư Tịnh Không giảng rất hay. Dân tộc Trung Hoa chúng ta có đến 5.000 năm lịch sử, có nền văn hóa 5.000 năm, có truyền thống 5.000 năm, cũng cùng với trí tuệ 5.000 năm. Tôi tin rằng thông qua sự hoàn dương văn hóa ưu tú của dân tộc Trung Hoa, chúng ta nhất định có thể xúc tiến sự hòa hài của đại gia đình dân tộc Trung Hoa này. Tiến thêm một bước cũng có thể xúc tiến sự hòa hài của thế giới.
Phật giáo không chỉ là một bộ phận của nền văn hóa ưu tú của dân tộc Trung Hoa, cũng là một bộ phận tổ hợp rất quan trọng của nghệ thuật Trung Hoa chúng ta. Trong điện đường nghệ thuật của dân tộc Trung Hoa, Phật giáo cũng là có đã chiếm một địa vị rất quan trọng. Tôi nghĩ về mặt này, Đại sư Thang Tuân phổ biến nhiều hơn tôi. Vậy xin mời Thang Lão Sư giới thiệu một tí về nghệ thuật Phật giáo của chúng ta. Kính thưa các vị Pháp Sư, xin cảm ơn Định Không Thượng Nhân. Tôi xin đại diện cho Ái Quốc Tự Tịnh Không Giảng Đường và Phật Học Viện Ái Quốc tỉnh Triết Giang. Hôm nay tôi cũng xin báo cáo với quý vị, Tịnh Không Thượng Nhân, người đệ tử đắc ý nhất của Ngài là ông Phùng Hội Trưởng, thay cho Viện Trưởng Tịnh Không Trưởng Lão chủ trì Học Viện Ái Quốc của chúng tôi. Hôm nay tôi vô cùng vui mừng mang theo rất nhiều tín chúng của Phật Học Viện Ái Quốc tỉnh Triết Giang, đặc biệt đến Úc Đại Lợi để chờ đợi chương trình của Tịnh Không Thượng Nhân của chúng ta 50 năm hoàn pháp tại hải ngoại. Ngài lấy nền văn hóa ưu tú của dân tộc Trung Hoa làm cơ sở để hoàn dương nền văn hóa ưu tú của Trung Hoa chúng ta, đề xướng đầu tiên nền văn hóa đa nguyên tại hải ngoại, xúc tiến phát triển sự hòa hài cho xã hội nhân loại, cũng thật sự vô cùng thích ứng với nhu yếu. Cho nên hôm nay tôi xin thay mặt cho Phật Học Viện Ái Quốc của chúng tôi, đặc biệt đến Úc Đại Lợi để chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn ông Thang Tiên Sinh. Cũng xin cảm ơn cô Ngô Thanh Tán. Bây giờ đến phần do đồng tu đại đức các nơi dâng tặng lễ vật cho sư phụ. Bây giờ chúng tôi xin kính mời vị đại diện Tinh Tâm Học Hội Đài Nam lên đài. Những vị nào muốn tặng lễ vật vui lòng xin bước qua bên tay phải của chúng tôi để chờ. Đại diện Tinh Tâm Học Hội Đài Nam xin mời. Còn có một em nhỏ của Trình Tông Hội Học Hội Đài Nam, chỉ có 6 tuổi. Bức họa sơn dầu của bé Khâu, 6 tuổi. Ngon lắm, ngon lắm. Tiếp theo là vị đại diện Tinh Tâm Học Hội Tân Thành. Tiếp theo là lễ vật của toàn thể hội viên của Tinh Tâm Học Hội Úc Châu. Còn có chữ ký của họ, mỗi người đều ký tên vào trong tấm cạc.
ký vào một tấm cạch lớn. Vị tiếp theo là Pháp sư Việt Nam đến từ Mỹ cùng các đồng tu kính tặng tượng Phật. Còn vị tiếp theo là ông Tổng lãnh sự trưởng của Công ty Văn hóa Nghệ thuật Hữu hạn của Đại Nguyên Thánh hội Bắc Kinh. Vị tiếp theo là Pháp sư của Vân Phong Thiền Tự Bắc Kinh Trung Quốc, Thích Giác Kiện kính tặng lễ Phật. Tấm vải gấm có theo hoa sen bằng tay đều là dùng bằng thủ công. Còn nữa, xin cảm ơn. Sau đây là một đồng tu ở Bình Lãnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, dâng tặng lễ vật. Đó là đồng tu từ Bình Lãnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đến. Sau đây còn có một vị là từ Hội Tịnh Tông Niệm Phật Cương Sơn, Đài Loan. Vị này không có mặt được rồi. Bây giờ chúng tôi xin kính mời bà Tổng sư trưởng của Đài Truyền hình Hoa Tạng, bà Trần Thái Quỳnh, dâng tặng lễ vật. Kính thưa ông Tổng lãnh sự, kính thưa các vị khách quý, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin kính chào tất cả. Hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị món lễ vật này là nghệ thuật đồ sứ mạ vàng có 100 năm lịch sử được dùng trong hoàng gia nước Anh. Con số 100 đại biểu cho ý nghĩa rất sâu. Một là
chúng ta ở đây đây với một tấm lòng vô cùng biết ơn để chúc phúc lão hòa thượng, cũng xin chúc mừng lão hòa thượng hoằng pháp 50 năm. Bằng tấm lòng cảm ơn chúc phúc lão hòa thượng hoằng pháp 50 năm, hay là chúng ta còn phải giữ chúc, giữ trước chúc mừng lão hòa thượng lại hoằng pháp thêm 50 năm nữa. Như vậy thành ra 100 năm, 100 năm mới có thể viên mãn công đức vô lượng. Cho nên hôm nay chúng tôi đến chúc mừng lão hòa thượng hoằng pháp 50 năm, còn phải giữ chúc lão hòa thượng hoằng pháp thêm 50 năm nữa, thành viên viên mãn mãn 100 năm. Món quà đồ sứ mạ vàng của Hoàng gia Anh Quốc sử dụng này có 100 năm lịch sử. Thưa sư phụ, chúng con xin thỉnh Phật trụ thế, chúng con xin chuyển pháp luân, chúng con xin sư phụ trụ thế lâu dài, chúng con kỳ cầu sư phụ vạn thọ vô cương, quang thọ vô lượng, để dắt dẫn pháp hội chúng sanh, dắt dẫn mọi người, dắt dẫn tất cả chúng sanh, giáo hóa mọi người. Xin tất cả lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúng ta chúc phúc lão hòa thượng hoằng pháp 50 năm, đa tạ lão hòa thượng một chuyến hoằng pháp 50 năm khác nữa lại bắt đầu. Bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa, xin cảm ơn lão hòa thượng. Còn đây cũng là một món quà đặc biệt của một người Úc. Sau khi họ nghe giảng xong được dịch ra tiếng Việt của sư phụ, họ vô cùng cảm động, cho nên nhờ tôi thay mặt họ dâng lễ vật này cho sư phụ. Họ có biết tấm cành nhỏ, họ nói sau khi sư phụ giảng kinh pháp hỷ sung mãn, họ có được trí tuệ hết sức nhiều, họ hy vọng có thể tiếp tục nghe mãi lời dạy của sư phụ. Xin cảm ơn. Có ai muốn tặng lễ vật nữa không? Hết rồi. Thôi được, xin cảm ơn sư phụ thượng nhân. Bây giờ chúng tôi xin tiếp tục truyền thanh lời chúc mừng từ các nơi trên thế giới. Chúng tôi xin mời nhân viên công tác bây giờ bắt đầu truyền thanh lời chúc mừng. Chúng ta một mặt xem đoạn phim chúc mừng được truyền đi, chúng ta cũng phải tiến hành ngõ trai của chúng ta. Chúng tôi xin kính mời sư phụ thượng nhân vào tọa, cũng xin mời khách quý của chúng ta vào tọa. Thank you.
Bữa tiệc kính sư của chúng ta bắt đầu. Sau đây, chúng tôi còn có vài tiết mục rất vui để cung hiến quý vị. Bây giờ chúng tôi xin giao mấy vị âm lại cho hai sứ ngôn viên trẻ tuổi. Xin mời Kiwi và Jenny lên đài. Xin cảm ơn. A Di Đà Phật, chúng tôi xin kính mời sư phụ trưởng nhân của chúng ta, còn có bà thị trưởng Tu Wumba, cô Tham Thanh Tán, đại diện ông tổng lãnh sự, ông Graham, bà cư sĩ Trần Thái Quỳnh, còn có cư sĩ Lâm Lệ Thúc, còn có mẹ Lai, còn có pháp sư Ngộ Hạnh, pháp sư Ngộ Đạo đều lên đài. Chúng ta cùng nhau làm nghi thức cắt bánh đơn giản. Chúng tôi xin kính mời sư phụ trưởng nhân cùng các vị khách quý lên đài. Xin kính mời sư phụ trưởng nhân cùng các vị khách quý lên đài. Mời tất cả khách quý lên đài. Ngộ Đạo và Ngộ Hạnh pháp sư cũng lên đài. Ở đây có vị đại diện thư viện Hoa Tạng Tịnh Tông Chicago ở Mỹ là ông Lâm Hội Trưởng, có tế cúng dường xin dâng cho lão hòa thượng. Kính thưa sư phụ trưởng nhân cùng chư vị thiện tri thức, xin kính chào tất cả. Hảo học tôi là từ thư viện Hoa Tạng Tịnh Tông Chicago đến. Tôi xin thay mặt cho tất cả đồng tu Tịnh Tông toàn nước Mỹ và toàn Mỹ Châu, bao gồm Bắc Mỹ Châu cùng Trung Nam Mỹ Châu ở đây, xin chúc mừng sư phụ Hoằng Pháp 50 chu niên. Chúng tôi xin chúc mừng lão pháp sư của chúng ta Hoằng Pháp 50 năm. Chúng ta mọi người đều cùng một lòng, đều cùng một nguyện, hy vọng có thể thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, Phật Bồ Tát làm sao có thể trụ thế lâu dài? Sư phụ của chúng ta chỉ dạy cho chúng ta phải tự mình bắt đầu làm. Nếu như chúng ta hiếu học, thì Phật Bồ Tát lấy tâm đại từ bi làm thể, nhất định không bỏ chúng ta. Cho nên hôm nay, tại nơi đây, tôi muốn cùng chư vị đại thiện tri thức ký kết một định ước. Cứ mỗi 10 năm tại đây đều lại trở về vì sư phụ chúc mừng Hoằng Pháp 50 chu niên, 60 chu niên, 70 chu niên. Chúng ta phải làm cách nào để làm được?
chúng ta phải làm cách nào để làm được? Tức là chúng ta cần phải y giáo phụng hành, nỗ lực tu học. Được như vậy, sư phụ nhất định thường thường ở bên cạnh chúng ta. Vì chúng ta vẫn chưa học xong, cho nên sư phụ không thể bỏ đi được. Tôi xin thay mặt các bạn tịnh tông đồng tu các nơi của nước Mỹ, còn có tịnh tông học nhân của Trung Nam Mỹ Châu cùng dâng lên lời chúc mừng và chúc phúc của chúng tôi. Kính chúc lão sư phụ pháp thể khang thái, thường tại thuyết pháp. Cũng xin chúc phúc chư vị đại chuyện tri thức, đại nghiệp đạo nghiệp tăng tiến, thần thể an thái. Xin cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. I'll do a quick simple translation of what Miss Tan Miss Tan has just mentioned to all of us. Basically, she represents Chicago Amitabha Buddhist Library presenting the gift to Master. She hopes that Master will all be here every 10 years to celebrate Master's Dharma propagation. May there be the 60th anniversary, the 70th anniversary, 80th anniversary, on and on and on. So she hope that Sifu Master will continue to be here with all of us, continue to preach, continue to teach, because we have so much more to learn from Master. So we hope that Master can be with us for as long as possible. Thank you. Amitabha, thank you for waiting very patiently. We are now ready to commence our first item for this afternoon. Our first performance is brought to you by two lovely sisters. Miss Jennifer Wang will be singing two songs, accompanied by pianist Miss Jessie Wang. Let's welcome, the first song is called I Love You China, and the second song is My Homeland. Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu tiết mục thứ nhất. Chúng ta đều biết sư phụ thượng nhân sau khi rời khỏi tổ quốc cứ mãi có ý nguyện lại trở về trong lòng tổ quốc. Cho nên chúng tôi sắp tiết mục thứ nhất là do cô Jenny Wei và Jennifer Wei trình bày bản Tôi Yêu Trung Quốc và bản Người Mẹ Trung Quốc của tôi. Xin cho một tràng pháo tay để cổ vũ. Oh.
Xin cho thêm một tràng pháo tay một lần nữa để cảm tạ hai cô. It's not easy singing opera. No, I don't think I can. No way. Quả thật không đơn giản, phải có giọng hát này thật chẳng dễ. Tiếp theo đây là cũng vô cùng đặc sắc là một em gái. Tiếp theo là một em gái 9 tuổi biểu diễn cho chúng ta. Tôi xin kể sơ qua bé gái 9 tuổi này một đoạn lịch sử ngắn để quý vị biết được không? Em bé này đến từ New Zealand.
có người gọi là Tăng Tây Lan. Em di cư đến Toowoomba để làm gì? Là để học nền giáo dục thánh hiền. Cho nên em đặc biệt từ Tăng Tây Lan di cư đến Toowoomba này để học tập nền giáo dục thánh hiền. Cùng chúng ta học đệ tử quy. Như pháp sư của chúng ta trong những buổi giảng, ngài nói học đệ tử quy thì mặt đỏ. Vì sao? Vì sẽ nhìn thấy 9 tuổi học đệ tử quy, 80 tuổi cũng học đệ tử quy, nhưng chúng ta đều không đỏ mặt cả, phải không? Chúng ta phải cùng nhau học tập, bỉ thử học tập. Just a brief history about this 9-year-old little girl. She's originally from New Zealand, but now she has come and lived in Toowoomba. The reason for that is she's over here to learn the teachings from the saints and the sages. Now, we'll invite the little girl onto stage so we can enjoy her beautiful day. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh Đào Tiểu Muội lên đài. Thank you.
谢谢. Thank you for the wonderful performance. 谢谢你别下台. Xin cảm ơn em đừng xuống. Thật sợ mà. Có mệt không? Không mệt lắm. Em học được bao lâu rồi? Dạ, một năm, thời gian một năm mà thành tích như thế đó, khá lắm. Em có lời gì để nói với sư phụ thượng nhân không? Con rất cảm ơn sư phụ thượng nhân đã cho con học đệ tử quy. Cảm ơn. Thôi được, em xuống trước để nghỉ ngơi. Chương trình biểu diễn hôm nay của chúng ta chắc chắn là muôn màu muôn vẻ và cũng là vô cùng đặc sắc. Tôi có thể báo cáo với quý vị, ở đây có đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có đến từ Vancouver, chắc chắn là đáng giá vé, chẳng phải giá vé vô cửa mà là giá vé máy bay của quý vị. Actually, our next performance is from Mr. Zhang Lijun, who will bring us a very special instrumental performance by the cymbalones, as you can see. Now, Mr. Zhang actually came from Liaoning City and was one of the performers from the Liaoning City musical group. Mr. Zhang will be performing two songs. The first song is called Beautiful Grassland, My Home, and the second song is Shanghai Barn. Trước khi chúng ta chưa chính thức mời vị biểu diễn kế tiếp lên đài, tôi muốn nói vài câu với quý vị. Quý vị đều biết, đi xem tiết mục biểu diễn cũng là một cách bố thí. Quý vị có biết không? Biết. Thầy Nhẫn nói biết. Thầy Khiêm thì nói không biết. Xin thưa quý vị, xem tiết mục chắc chắn là một cách bố thí. Vì sao? Tiếng vỗ tay của quý vị càng lớn thì làm cho niềm tin đến với người biểu diễn càng lớn. Đây là một loại gọi là vô ý bố thí. Lát nữa đây, tôi hy vọng quý vị có thể cho tiếng vỗ tay nổ như sấm, đem cả nơi đây đều đánh thức, được không? Chúng ta làm thử xem. Khá lắm, khá lắm. Tôi tin rằng quý vị còn có thể vỗ lớn hơn đây nữa. Tí nữa chúng ta vỗ càng lớn hơn. Cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ chúng tôi xin kính mời vị biểu diễn tiếp theo. Ông Trương Lập Quân mang đến cho chúng ta bản Đồng Cỏ Xanh Đẹp, Xinh Đẹp Quê Hương Tôi và bản Bến Thượng Hải. Xin cho một tràng pháo tay để hoan nghênh.
谢谢。 接下来为我们演奏的是《上海滩》。 The next song is Shanghai Bomb. Xin cho một tràng pháo tay như sống để cổ vũ. Cảm ơn, cảm ơn. Let's put our hands together once again for the lovely performance of the traditional Chinese instrument. 好, 其实好, thật ra vừa rồi chúng tôi ở dưới đài, Jenny và tôi hai người thảo luận cảm thấy tiếng vỗ tay chưa đủ lớn. Cho nên chúng ta nên dược trở lại. Không sao, không sao, xin chờ một tí. Điều này quá dễ. Chúng ta trước kia đã có cổ võ về tình thương. Quý vị đều biết mấy câu, quên cả rồi. Chúng ta giật thử một lần. Chúng ta giật lại sự cổ võ của tình thương. Cũng là một cách cổ võ, nhưng cách cổ võ này hay hơn một tí. Chúng ta không cần sự cổ võ của tình thương. Tôi xin đổi một cách mới mẻ khác, quý vị học cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi gọi là sự biểu dương của tình thương. Để tôi cầm micro cho anh. Được rồi, chúng ta tập thử sự biểu dương của tình thương. À, chờ tí. Tôi làm trước rồi quý vị theo nhé. À, tôi xin biểu diễn trước một lần, sau đó quý vị lại theo.
Not bad for the first okay, time. Okay, ta 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 ta. Được không? Chúng ta biểu diễn thử một lần. 1, 2, 3 sự biểu dương của tình thương. Xin lặp lại một lần nữa, sự biểu dương của tình thương. Khá lắm, rất hay. Tiếp theo là chương trình là một tổ người. Tôi đã nói với quý vị rồi, biểu diễn càng lúc càng xuất sắc, cho nên quý vị nên nhớ tiếng vỗ tay phải lớn như sấm. Nếu không thì người biểu diễn đã cực như vậy mà chỉ có tiếng vỗ tay nhỏ nhỏ, họ sẽ rất buồn. Xin hãy nhớ, bố thí không nên keo kiệt. Có lời gì để nói không Jenny? Tôi thấy anh nói đó rất đúng, tôi đã nói quá nhiều phải không? Chúng ta hãy giới thiệu tiết mục tiếp theo. From the Cultural Bodhi Pure Land Association, they will bring us a singing performance. Now in this performance, Miss Wang Xiaowen and Miss Wang Zirong will be performing the ocarina, which is a kind of instrument. Now our main singer will be an 8-year-old little girl called Huang Jingyu, and their first song is Praise of the Triple Gem, and the second song is Home Sweet Home. Tiếp theo đây là đoàn hợp xướng của Bồ Đề Tịnh Tông Học Hội Cao Hùng trình bày cho chúng ta bài Tam Bảo Ca và bài Gia Đình Vui Sướng. Gia đình, sư phụ, thượng nhân nói với chúng ta nó vô cùng quan trọng, bởi vì gia đình là tổ chức cơ bản của xã hội. Gia đình được mỹ mãn thì xã hội sẽ được gì? Sẽ được an định. Chúng mình quý vị đều chưa ngủ gục. Thôi được, chúng ta hãy bằng tiếng vỗ tay để hoan nghênh đoàn hợp xướng Bồ Đề Tịnh Tông Học Hội Cao Hùng. Nhân thiên trường giả, vũ trụ tâm tối, ai cho giới hỏa trạch, chúng khổ bức bách, ai giúp cho ta an ninh? Đại bi đại trí đại hùng lực, Nam mô Phật Đà Gia. Năng danh này một biết vì nơi đây là nơi chốn chính, là nơi chân chính quy y. Nơi chân chính quyền.
như thế. Tiếp tục Phật đăng minh. Trao thừa thánh hiền hà thế thế. Nam mô Tăng Già Gia. Vô ngại chủ trì chánh pháp hành, ngày mới biết duy nơi đây là nơi chân chính quy y tận hình thọ hiến thân mạng tín thọ xen phụng hành.